chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cung đường rất là đẹp nha các bạn. Thì đây là tuyến quốc lộ 14 nha các bạn. Tuyến quốc lộ này thì đi qua các tỉnh Tây Nguyên nha các bạn. Thì có Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai nha các bạn. Thì mình thấy cung đường này rất là đẹp các bạn à. Nên mình giới thiệu cho các bạn Phật thủ nếu mà đam mê về các cung đường thì các bạn nhất định phải đi cung đường này rồi. Vì hai bên á thì đồi núi trập trùng rất là đẹp các bạn. Các bạn đi lên đây thì các bạn cứ nghĩ là các bạn đang ra Tây Bắc các bạn. Đó, buổi sáng nếu các bạn đi sớm á, thì sương mù với là không khí nó rất là lạnh các bạn. Ở hai bên thì đồi núi trập trùng nhìn rất là đẹp. Mình thì mình thấy rất là đẹp các bạn nha. Còn không biết là các bạn thấy như thế nào. Đó, nếu mà các bạn đam mê về các cung đường á, thì nhất định các bạn phải đi qua cung đường này cho biết. Đó, vì theo mình thì nó rất là đẹp. Thì mình đang chạy trên đường á, thì mình cũng bắt gặp một cái ngôi nhà rông phía trên đồi núi rất là cao. Nên mình có ghé qua quay cho các bạn coi. Đó, thì hiện tại mình lên được ngôi nhà rông, nhưng mà đây là một ngôi chùa nha các bạn. Thì theo mình thấy thì ngôi chùa này đang trùng tu lại các bạn à. Đó, trước mặt mình đây là một cái chuông đồng. Đó, đồng thau các bạn. Rất là hiếm các bạn nha. Đó, phía xa xa thì mình thấy đang làm cổng chùa, thì chắc cũng đang trùng tu lại ngôi chùa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó là hoa cúc các bạn. Thì chắc chùa cũng chuẩn bị để đón năm mới sắp tới các bạn. Nghe tới năm mới mà mình cũng rất là náo nức. Đó, còn phía xa xa kia là ngôi nhà rông các bạn. Chút nữa mình sẽ qua bên đó, mình quay cho các bạn coi nha. Còn mà trước mặt mình đây là Phật Di Lạc. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vô trong khu vực chánh điện để quay cho bạn coi nha. Thì mình cũng không biết đây là ngôi chùa đâu, mình thấy từ xa là ngôi nhà rông. Thì mình lên mình xem thế nào. Nhưng mà khi mình lên thì đây là một ngôi chùa. Đó, phía xa xa kia là chánh điện các bạn. Còn hai bên này thì rất là nhiều pho tượng La Hán. Thì theo mình quan sát thì những pho tượng này thì tróc sơn rất là nhiều các bạn ạ. Chắc cũng có lẽ là rất là lâu rồi chưa trùng tu lại. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến vào chánh điện. Đây nha các bạn, đây là khu vực chánh điện nha các bạn. Đó, trong chánh điện. Bây giờ mình sẽ đi qua phía ngôi nhà rông, coi có gì bên đó không. Trên đây thì rất là cao các bạn nha. Ở trên một ngọn đồi rất là cao, mình chạy lên đây cũng khá là xa. Đó, trên này gió với lạnh lắm các bạn. Bây giờ thời tiết thì chắc cũng là 14 độ á. Thì mình cảm giác là rất là lạnh. Bây giờ thì hoa giấy, mùa này là mùa hoa giấy nở các bạn. Nên là những bụi hoa giấy ở trên đây thì nó nở rất là đẹp các bạn. Nở âm tầm luôn. Các bạn nào mà thích chụp hình thì những bụi hoa giấy này thì khỏi phải nói rồi các bạn nha. Tạo kiểu chụp hình thì rất là đẹp. Thì theo mình thấy thì ngôi chùa này thì cũng tạo ra những cái vị trí chụp hình rất là đẹp. Chắc có lẽ là một vài năm trước thì ngôi chùa này tạo ra nhiều cái vị trí để mà các bạn lên tham quan chụp hình á. Nhưng do thời gian thì nó cũng xuống cấp rồi các bạn. Vì mình thấy thì toàn là những cái vật liệu mà nó dễ xuống cấp à. Như là tranh rồi là tre rồi này nọ các bạn. Thì theo năm tháng thì nó cũng sẽ cũ thôi. Nó sẽ xuống cấp thôi. Đó, xa xa trước mặt mình là ngôi nhà rông các bạn nha. Các bạn nhìn bầu trời không? Đó, rất là đẹp các bạn. Nó mang một cái chiều sâu rất là sâu. Đó, nhìn nó đẹp. Ở đây mà chiều chiều hoặc là sáng sáng á, làm ly cà phê ra ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm buổi sáng sớm mặt trời mọc á, thì tuyệt vời các bạn. Vì bầu trời á, thì nhìn nó đẹp quá. Các bạn mà có thời gian lên trải nghiệm á thì các bạn sẽ thấy thôi. Đó, còn nhiều khi mình quay thì nó cũng chưa lột tả được cái vẻ đẹp của bầu trời trên đây các bạn nha. Nhìn rất là rộng lớn. Theo mình thấy thì nó rất là tuyệt vời. Đó,
Đó, phía mà xa xa đó thì nó là một cái thung lũng. Trên đây là trên cái đồi rất là cao các bạn. Đó, để mình đi lại gần mình quay cho các bạn coi, ở dưới đó là một cái thung lũng. Đó là các bạn có thể nhìn thấy cả con đường quốc lộ luôn. Để mình qua bên đây mình sẽ quay cho các bạn coi này. Còn đây thì mình cũng thấy là chùa đang làm con đường hoa các bạn. Chắc cũng chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Và đây các bạn nha, đây là ngôi nhà rông. Phía xa xa kia là quốc lộ 14 nha các bạn. Đó, quốc lộ 14, xe đang chạy phía dưới các bạn. Đó, còn phía dưới cái vực này á, là người ta trồng bơ nha các bạn. Đó, mình thấy trồng rất là nhiều bơ. Còn phía đằng xa kia là thành phố Gia Nghĩa các bạn. Vậy từ Gia Nghĩa mà xuống đây thì cũng không có xa các bạn. Chắc mười mấy km hoặc là 20 km chẳng hạn. Tại vì trên đồi này là mình có thể nhìn thấy bên dưới mà. Và đây thì các bạn có thể ngắm lại cái ngôi nhà rông các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Ngôi nhà rông này làm bằng tranh nha các bạn. Tranh với là tre. Đó, rất là đẹp. Còn các bạn nhìn xa xa bên dưới thì bầu trời rất là đẹp các bạn nha. Nhìn nó sâu thăm thẳm luôn. Đó, bơ các bạn thấy không? Đó, bơ người ta trồng nhiều lắm. Ok các bạn, thì sau khi mà qua co cung đường bên quốc lộ 14 á, thì mình tiến hành là chạy quốc lộ 28 để mà lên Đà Lạt đó các bạn. Thì mình có đi ngang cái cung đường này á, thì có một cái hồ rất là đẹp các bạn. Đây là hồ Tà Đùng nha các bạn. Thì hồ này mình sẽ làm một cái video chi tiết về cái hồ Tà Đùng này. Đó là một khu du lịch luôn các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ quay là trên con cung đường này thôi. Thì mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết về cái về đẹp cái hồ Tà Đùng. Đó, thì trên cung đường này thì mình sẽ đi qua là thủy điện Đồng Nai 4 các bạn. Đó, một cái kiến trúc rất là hùng vĩ các bạn. Các bạn nhìn vậy nhưng mà nó rất là sâu các bạn. Từ trên đây nhìn xuống rất là xa. Còn đây là trên cái đập nha các bạn, để ngăn cái dòng nước lại. Các bạn nào đi ngang đây thì các bạn khám phá chi tiết nha. Mình giới thiệu cái cung đường này cho các bạn đam mê phượt. Các bạn đi qua thì nó sẽ có những cái mà địa điểm các bạn dừng lại để các bạn chụp hình, hoặc là các bạn để ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên tạo hóa các bạn. Đó, bây giờ mình đi thì cũng khoảng 4 giờ chiều rồi, nên là mà trời nó vẫn còn đẹp như vậy các bạn à. Các bạn đi thì các bạn đi sớm chút xíu. Bây giờ các bạn nhìn lên bầu trời thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Bây giờ hoàng hôn nó chuẩn bị buông xuống rồi, nên là nó tạo ra là cái những cái đám mây á, với những cái ánh nắng nó ló ra rất là đẹp các bạn. Đó, mình cũng rất là may mắn để bắt được cái khoảnh khắc này. Đó, các bạn nhìn mây trên bầu trời không? Quá đẹp các bạn. Không phải lúc nào mình cũng bắt gặp những cái đám mây mà đẹp như vậy. Đó, bây giờ thì hoàng hôn cũng gần buông xuống rồi. Bây giờ thì cũng gần 5 giờ rồi các bạn, hơn 5 giờ rồi. Đó, thì bây giờ xế chiều rồi nên là trời nó cũng tối rồi. Bên dưới đây thì mình thấy là rất là đẹp, nên mình ghé lại mình quay cho các bạn coi là một cái ngôi làng ở phía dưới đây rất là đẹp các bạn nha. Thì các bạn đi qua đây thì các bạn phải ghé đây để mà tham quan những cái khu vực như vậy, vì nó rất là đẹp, không khác gì Tây Bắc luôn các bạn. Rồi, chào các bạn nha.